Thưa quý vị và các bạn, để chủ động ngăn chặn dịch bệnh trên gia súc gia cầm vào thời điểm giao mùa, đồng thời ngăn ngừa bệnh truyền lây cho người, bảo đảm an toàn thực phẩm và an toàn cho phát triển chăn nuôi, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tổ chức thực hiện tháng tổng vệ sinh khử trùng tiêu độc môi trường tại các vùng trọng điểm, vùng nguy cơ cao, thường xuyên xuất hiện dịch bệnh để tiêu diệt các loại mầm bệnh. Tháng cao điểm vệ sinh tiêu độc khử trùng đồng bộ trên địa bàn toàn tỉnh diễn ra từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 15 tháng 4 năm 2022. Theo đó, tất cả các cơ sở hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm, cơ sở ấp nở gia cầm, cơ sở giết mổ, chế biến động vật, sản phẩm động vật, chợ buôn bán động vật, sản phẩm động vật, thực hiện các biện pháp vệ sinh, phun thuốc sát trùng tại khu vực, tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình dịch bệnh trên đàn vật nuôi, tổ chức tiêm phòng các loại vaccine theo quy định và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Khi phát hiện gia súc ốm chết bất thường, hộ chăn nuôi cần báo cáo và phối hợp với cơ quan chuyên môn, tổ chức điều tra ổ dịch, lấy mẫu xét nghiệm xác minh dịch bệnh và triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định, xử lý ổ dịch triệt để ngay từ khi mới phát hiện, không để lây lan ra diện rộng. Đối với xã Hòa thì cái số lượng gia súc gia cầm thì vào khoảng trên 20.000 con. Trong cái tháng tiêu độc khử trùng này thì ủy ban xã đã chỉ đạo cho cán bộ thú y, hợp tác xã, các xóm, tức là cùng với các hộ chăn nuôi là phải thực hiện quyết liệt trong cái việc tiêu độc khử trùng bằng hóa chất rồi bằng vôi bột đối với các hộ chăn nuôi, nhất là chăn nuôi gia súc, gia cầm. Hai nữa là xây dựng kế hoạch tiêm phòng các loại vaccine cho gia súc gia cầm mà các hộ chăn nuôi là thực hiện tương đối tốt. Theo thống kê của Bộ Y tế, tính từ đầu dịch tới nay, Việt Nam ghi nhận hơn 7.560.000 ca nhiễm COVID-19, trong đó có hàng triệu người được chữa khỏi và ra viện. Tuy nhiên, khỏi bệnh không đồng nghĩa với việc không bị tái nhiễm bệnh trong tương lai. Thực tế cho thấy nguy cơ tái nhiễm COVID-19 tương đối cao, từ 20 đến 50% trên tổng số ca nhiễm. Các chuyên gia y tế cho biết, khi người bệnh bị nhiễm một biến thể của SARS-CoV-2, thì sau khi khỏi bệnh, cơ thể sẽ sản sinh ra kháng thể tự nhiên và chỉ có thể chống lại chính loại virus của biến thể đó. Vậy nên việc tái nhiễm trên cùng một biến chủng là rất hiếm, nhưng tái nhiễm do một biến chủng mới của COVID-19 lại phổ biến. Để hạn chế nguy cơ tái nhiễm, người dân nên thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K để tránh tiếp xúc với các biến chủng mới nguy hiểm. Ngoài ra, theo các bác sĩ, nếu như tái nhiễm thì chúng ta nên điều trị theo nguy cơ của người nhiễm. Theo đó, có thể điều trị bằng thuốc đặc trị Monopiravir và điều trị theo triệu chứng. Nếu bệnh chuyển nặng, F0 cần liên hệ y tế ngay để được điều trị kịp thời. Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị và các bạn theo dõi một số thông tin an ninh an toàn đáng chú ý. Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Cầu Giấy phối hợp với Cục Quản lý Thị trường Hà Nội kiểm tra kho chứa hàng hóa tại khu đất dự án đường 50m, cuối đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, phát hiện trong kho có 163 bình khí N2O các loại. Làm việc với cơ quan chức năng, đối tượng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và khai nhận số bình khí trên được đối tượng mua trôi nổi trên thị trường với giá từ 300 đến 500.000 đồng một bình, sau đó vận chuyển về tập kết tại kho rồi giao bán cho khách để kiếm lời với giá từ 500 đến 700.000 đồng một bình. Vận chuyển trái phép 14 bánh heroin, hai đối tượng Trần Văn Dũng và Đỗ Văn Viên cùng chú thành phố Hà Nội vừa bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Giang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt quả tang tại km 29+500 quốc lộ 34 thuộc địa phận xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê. Bước đầu các đối tượng khai nhận số ma túy trên là của một người đàn ông tại xã Thái Học. Vụ việc đang được điều tra làm rõ. Bốn đối tượng gồm Từ Thiên Phước, Phạm Trọng Nghĩa, Lục Triệu Nhân cùng chú thành phố Biên Hòa và Nguyễn Hữu Nam quê tỉnh Thanh Hóa vừa bị Công an tỉnh Đồng Nai bắt vì tội cướp giật tài sản. Trước đó, từ cuối tháng 10 năm 2021 đến cuối tháng 2 năm 2022, bốn đối tượng trên đã sử dụng xe máy phân khối lớn đi theo nhóm từ 2 đến 4 người để thực hiện 28 vụ cướp giật tài sản táo bạo. Khi phát hiện người đi đường, chủ yếu là phụ nữ có đeo trang sức, túi xách hoặc sử dụng điện thoại, đối tượng đi trước sẽ ép sát để đối tượng ngồi sau chớp thời cơ cướp giật. Nguyễn Thị Trang, 28 tuổi, chú Đà Nẵng, vừa bị Công an thành phố khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, vì tin tưởng Trang, từ giữa năm 2017 đến cuối năm 2020, một người bạn đã nhiều lần đưa tiền cho Trang để góp vốn buôn vé máy bay, tổng cộng hơn 3,3 tỷ đồng. Khi người này muốn lấy lại phần góp vốn, Trang tìm cách trì hoãn, số tiền chiếm đoạt Trang dùng vào việc tiêu xài cá nhân.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục An ninh An toàn hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau. Trái lạc tim mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho cơ thể. Vitamin C, beta-carotene và các hợp chất polyphenol giúp cơ thể tăng cường hệ miễn dịch, trung hòa các gốc tự do, ngăn ngừa sự lão hóa. Được làm 100% từ những trái lạc tim chín mọng, mang lại sự tươi trẻ và tràn trề sức sống. Nước lạc tiên đồng dao, ngọt ngào, quyến rũ.